giờ tôi thì cũng không được khỏe lắm đâu. Các đồng chí biết rồi. À, mà tuổi thì cũng cao rồi. Tôi cũng xin nghỉ rồi. Thế nhưng mà đại hội bầu vẫn phải làm thì là đảng viên thì phải chấp hành. Cho nên là tôi sẽ cố gắng hết sức, cố gắng.